Ngoài cái tiếng xe cứu thương, ngoài cái tiếng bật của cái cửa phòng cấp cứu thì nó còn có những tiếng than khóc, còn có những tiếng la hét thân nhân á, người ta đưa cái bệnh nhân đó đến và người ta đang bị tuyệt vọng trong chính những cái trường hợp của họ. Những cái tiếng khóc đó, những cái tiếng la đó, những cái tiếng than oán đó, lúc nào mình nhắc tới là mình cũng sẽ nhớ tới những cái âm thanh đó. Bạn có biết HPV có thể cướp đi hạnh phúc của bạn bên những người thân yêu? HPV là nguyên nhân chính của gần như 100% ca ung thư cổ tử cung. Chủ động dự phòng HPV ngay để tiếp diễn những khoảnh khắc yêu thương, từ chối rủi ro, sống lành chủ động. Tên đầy đủ của Thanh là Trần Lê Viết Thanh, hiện tại là bác sĩ thăm khám tại một cái hệ thống phòng khám chuyên chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tháng Thương là một chương trình nơi khách mời chia sẻ câu chuyện về nỗi sợ của họ. Và họa sĩ sẽ lắng nghe và vẽ lại nỗi sợ đó để khách mời có thể nhìn nhận, giải quyết và vượt qua nỗi sợ của mình. Xin chào anh Thanh, tôi là Hải Uyên. Tôi được đào tạo về tâm lý trị liệu để làm việc. Và ngày hôm nay tôi sẽ đi cùng anh trong câu chuyện về nỗi sợ của mình. Công việc lúc này của mình đang là gì? Nếu mà không làm phòng khám thì mình sẽ tư vấn qua trực tuyến cho những khách hàng của mình. Nó không giống như những cái bệnh mà các bạn sẽ phải đi khám ở những phòng khám hoặc là những cái bệnh viện khác. Bởi vì các bạn là những bạn trong cái cộng đồng yếu thế, dễ bị tổn thương, bí bách lắm á, thì các bạn sẽ mới tìm đến những cái nơi, những cái phòng khám giống như là Thanh đang làm việc để chia sẻ những cái vấn đề sức khỏe của họ, mà thường là nó sẽ liên quan đến những câu chuyện về tình dục. Mỗi người sẽ có một câu chuyện riêng. Những câu chuyện này thường là nó sẽ mang tính tiêu cực rất là nhiều, cho nên là mình sẽ phải thường xuyên tiếp xúc và thường xuyên phải lắng nghe. Đôi lúc nó cũng sẽ làm một cái ảnh hưởng đến cái sự tích cực của mình nữa. Mình có thể gọi đây là một trong những rủi ro của công việc của mình. Một rủi ro mà mình đang chấp nhận là mình sẽ đón nhận nó mỗi ngày. Công việc của Thanh là mình sẽ tư vấn cũng như là mình cung cấp những cái dịch vụ mà nó liên quan đến tình dục. Trong số những cái dịch vụ mà cung cấp thì nó có một cái là xét nghiệm HIV. Trung bình á, mỗi ngày bên Thanh đó thì có thể gặp được khoảng một người nhiễm H mới, và một tháng thì có thể là 10 đến 20 người. Nó sẽ tích lũy dần dần qua 5 tháng, thì mình có thể hình dung là 7 năm thì nó sẽ được bao nhiêu người. Thì mỗi khách hàng như vậy sẽ là mỗi một câu chuyện khác nhau và một cái vấn đề khác nhau. Và vô hình chung giống như Thanh nói là những câu chuyện này đa số là nó sẽ mang tính tiêu cực rất là nhiều. Từ năm này qua tháng nọ nó sẽ gieo vào trong người của mình rất là nhiều cái năng lượng tiêu cực. Thanh rất sợ là nếu như một ngày nào đó mình không trung hòa được, mình không kiểm soát được những cái suy nghĩ cũng như là những cái thông tin tiêu cực này từ khách hàng của mình á, thì liệu rằng có một ngày nào đó mình sẽ bị vấn đề về tâm lý hay không? Người ta có một từ hay gọi cho sự mệt mỏi của những người đi chăm sóc người khác, đó là sự kiệt sức nghề nghiệp. Họ cạn kiệt về mặt cảm xúc, đôi khi họ mất động lực để làm việc. Thì hồi trước khi mà Thanh mới ra trường á, có thời gian làm việc khoảng 5 năm trong khoa cấp cứu. Lúc đầu mình làm việc đúng một cái tâm thế rất là hăng say, thoải mái và rất là nhiệt huyết của một người trẻ. Và mình cứ lao đầu vào công việc đó, cho đến một ngày mình chợt nhận ra là mình bị sợ cái tiếng xe cứu thương, và mình bị sợ cái tiếng mở cửa của cái phòng cấp cứu đó. Mỗi lần mà cái tiếng cửa đó bật ra là mình rất là sợ, nhất là vào trong những cái buổi mà mình trực đêm. Mỗi lần có xe cấp cứu là đương nhiên là sẽ có những ca nặng, và mỗi lần mà cái cửa đó bật ra là sẽ có một băng ca để đẩy một cái bệnh nhân vào. Và câu chuyện nó sẽ không có gì đáng nói nếu như mình có thể giúp cho người đó bước ra khỏi khoa cấp cứu đó một cách lành lặn. Nhưng mà chuyện gì cũng vậy, cái gì tới thì nó cũng sẽ tới. Và càng ngày thì sẽ càng có rất nhiều người tử vong ngay trước mặt mình. Mình cảm giác mình bất lực với chuyện đó. Mình cảm thấy là họ bước vào, họ gặp mình để họ cần một cái sự cứu rỗi, để họ có tìm lại được sự sống. Tuy nhiên mình thì chỉ biết nhìn họ phủ lên tấm da trắng mà thôi. Và những cái cảm giác đó, những cái trường hợp đó nó cứ lặp đi lặp lại càng ngày càng nhiều. Và nó sẽ làm cho mình một cảm giác là mình vô cùng sợ. Mình sợ đến mức là mình không muốn bước vào phòng cấp cứu luôn. Như là cái nơi đó mình không có cảm giác là mình vào để làm việc nữa, mà mình vào để mình chịu một cái áp lực vô hình nào đó. Và chính những cái thời gian đó mà nó kéo dài, nó làm cho mình bị một cảm giác là không có thích làm điều trị trực tiếp như vậy nữa. Khi anh nói tới những âm thanh đó, tôi sẽ hình dung một bối cảnh rất là gấp gáp, rất là hỗn loạn. Ở đó sẽ có những âm thanh gì? Ngoài tiếng xe cứu thương và ngoài tiếng cửa phòng cấp cứu. Thì ngoài cái tiếng xe cứu thương, ngoài cái tiếng bật của cái cửa phòng cấp cứu thì nó còn có những tiếng than khóc, còn có những tiếng la hét
người ta thân nhân á, người ta đưa cái bệnh nhân đó đến và người ta đang bị tuyệt vọng trong chính những cái trường hợp của họ, những cái tiếng khóc đó, những cái tiếng la đó, những cái tiếng than oán đó, nó vô hình chung là nó lúc nào mình nhắc tới là mình cũng sẽ nhớ tới những cái âm thanh đó. Lúc đó là mình chỉ biết là la lớn thôi. Tại vì đó là giống như là một cái bệnh nghề nghiệp á, một cái khẩu lệnh của trong cấp cứu rồi. Khi mà gặp những trường hợp đó là bắt buộc mình phải la lên, là gọi người hỗ trợ liền. Mình phải gọi monitor liền, mình phải gọi bình oxy liền, mình phải gọi dụng cụ chống sốc phản vệ chẳng hạn. Đó, phải có dây truyền liền, phải mở đường truyền liền, phải kêu gọi hết tất cả những cái bạn đồng nghiệp của mình, mỗi người một việc, mỗi người một khâu, mỗi người mang một cái dụng cụ đến để có thể hỗ trợ tối đa cho khách hàng. Và cái không khí nó rất là hối hả và mọi người đều rất tất bật với những cái tình huống đó khi mà có tiếng xe cứu thương bước vào. Và dường như ngay tại thời khắc đó, nỗi sợ của mình sẽ không có xuất hiện. Có thể nó sẽ đến sau, sau khi mình qua rồi. Hoặc là nó chỉ nằm trước đó, khi có âm thanh của tiếng cửa mở, khi có báo hiệu rằng tôi chuẩn bị chịu một áp lực nữa. Khi tôi nghe thấy anh kể rằng, ở lúc đó chỉ có những động lệnh thật ngắn, những cái kêu gọi hỗ trợ rất là nhanh. Thì dường như trong khoảnh khắc đó, trách nhiệm và tinh thần cứu chữa của mình đã lớn hơn nỗi sợ nhiều. Và cái biến cố tiếp theo nó mới là cái mà nó đánh dấu cái bước ngoặt lớn trong cái sự nghiệp làm việc của Thanh. Hồi xưa lúc mà mình đi học á, thì nói chung là chỉ lao đầu vào học thôi. Không có biết tới yêu đương, hoặc là có yêu đương chăng nữa thì nó cũng chỉ là những câu chuyện tuổi học trò bình thường. Nó không có đi vượt quá giới hạn. Nhưng mà từ khi mà bước ra khỏi ghế giảng đường rồi, bắt đầu giống như là gặp đại dương á, bơi ra biển lớn rồi, thì lúc đó tha hồ vùng vẫy. Thì với những cái kiến thức mà còn hạn hẹp của mình lúc đó về HIV cũng như là những cái bệnh lây truyền qua đường tình dục á, cho nên nó dẫn đến cái chuyện là khi mà mình có quan hệ tình dục không an toàn thì mình lại có nguy cơ nhiễm HIV. Và lúc đó mình rất là sợ. Mình sẽ luôn luôn vạch ra trong đầu mình rất là nhiều cái viễn tưởng khủng khiếp, là nếu mình nhiễm HIV rồi thì làm sao mình đi làm, làm sao mình tiếp xúc với bệnh nhân. Rồi nếu như mà người ta biết được một bác sĩ mà nhiễm HIV thì người ta sẽ nghĩ gì về mình. Thì đó là những cái viễn cảnh nó rất là phức tạp và nó rất là nhiều. Nó dồn nén vào trong tâm trí mình tại thời điểm đó. Thanh phải chịu đựng cái cảm giác đó suốt 6 tháng trời để mà mình có thể vượt qua được cái chuyện là mình đã đi xét nghiệm và mình được an toàn. Chỉ cần 21 ngày sau khi có nguy cơ mình xét nghiệm ra âm tính là mình có thể chốt được rồi. Tuy nhiên là lúc đó mình không có nhiều kiến thức. Mình cứ đi xét nghiệm liên tục, cứ tháng nào mình cũng đi xét nghiệm. Lúc nào trong đầu mình nó cũng bị ám ảnh là nếu mình đi nhiễm thì sao, mình có thể vượt qua được hay không. Và vô cùng nhiều những câu hỏi tiêu cực trong đầu mình nó xuất hiện. Và mình phải chịu đựng với nó trong suốt 6 tháng trời. Mình không thể vượt qua được. Tình cờ trong thời điểm đó thì mình có tiếp cận được với lại một cái tổ chức. Và đó cũng là chính là cái nơi mình làm việc cho đến thời điểm hiện tại. Thì người ta mới giúp mình hiểu ra được là à, thì nhiễm HIV là nó phải có những cái yếu tố như thế này, như thế này. Chứ không phải tất cả những trường hợp mình tiếp xúc là nó sẽ nhiễm. Dù cho mình đã có nguy cơ rồi thì mình vẫn có thể phòng ngừa được, nếu như mà mình biết được là nó có những cái biện pháp khác. Thông qua cái tổ chức đó mình mới biết được là hàng ngày á, thì họ cũng chăm sóc và họ cũng tư vấn rất là nhiều trường hợp giống như mình. Thì chính vì lý do đó mà mình cảm thấy là à, nếu như mình tìm được một cái nơi để mình về rồi mà mình không phải đối diện với lại những cái nỗi sợ ở trong phòng cấp cứu trước đây nữa. Thì chính vì những cái điều kiện đó, những cái cơ duyên đó thì nó khiến cho Thanh bước vào cái lĩnh vực làm việc này và mình đã làm được trong suốt thời gian vừa qua. Thật ra cái quan trọng nhất để mình củng cố cái an toàn đó chính là kiến thức thôi. Có nghĩa là lúc đầu thì mình chưa có làm trong lĩnh vực này nhiều, mình chưa có đi sâu vào trong những cái công việc đó thì mình nghĩ nó sẽ rất là nhiều cái rủi ro. Tuy nhiên khi mình làm việc rồi á, mình đã biết được là à, nó sẽ lây như thế nào. Khi nào nó lây, khi nào nó không lây và khi nào mình phòng ngừa được. Khi chúng ta đã trang bị hết tất cả những kiến thức, những kỹ năng cũng như là những cái phương tiện để bảo vệ cho mình rồi thì lúc đó dần dần cái nỗi lo này nó sẽ không còn phải nặng nề nữa và nó cũng giúp cho mình có thể yên tâm để có thể tiếp tục làm nghề hơn. Bạn có biết rằng với phụ nữ đã nhiễm HIV, nguy cơ mắc và tử vong bởi ung thư cổ tử cung do HPV có thể tăng gấp đôi? WHO khuyến cáo những người trong tình trạng suy giảm miễn dịch như nhiễm HIV nên được dự phòng HPV. Nghe một tiến trình rất là đẹp trong sự nỗ lực của anh. Có thể con đường này mình thấy không phù hợp với mình.
mình tìm một con đường khác. Mình không bao giờ từ bỏ. Thì sẽ có một viễn cảnh nào đó trong tương lai mà anh sợ nó xảy ra nhất? Nếu như các bạn vẫn chưa được trang bị tốt những kiến thức, vẫn chưa được hỗ trợ những kiến thức về tình dục an toàn, trong tương lai chắc chắn là cái số lượng người mà nhiễm HIV mới nó vẫn tiếp tục gia tăng. Thì khi mà những ca này vẫn tăng, tức là cái số lượng người mà Thanh phải chăm sóc, Thanh phải tư vấn, Thanh phải giải quyết cái vấn đề của họ nó cũng sẽ tăng lên. Và Thanh luôn luôn có một cái điểm sợ là gì? Liệu rằng khi mà cái số lượng khách hàng nó quá đông như vậy, nó quá lớn như vậy, suy nghĩ tiêu cực càng ngày nó càng ngày nó càng chiếm vào trong đầu mình nhiều, thì liệu rằng có một ngày nào đó mình rơi vào một không gian mà mình không biết mình rơi vào không gian như thế nào. Cái dạng như Thanh thường hay tìm hiểu thì Thanh thấy giống như là mình hay bị là cái cảm giác rối loạn lo âu hoặc là hoang tưởng á, bởi vì mình quá nhiều cái áp lực, quá nhiều cái suy nghĩ tiêu cực. Thì liệu rằng có một ngày nào đó Thanh phải đối mặt với cái chuyện là mình rơi vào một cái trạng thái tâm lý không thể kiểm soát được chính bản thân mình hay không? Tôi sẽ đang hình dung tới bối cảnh làm việc của các bác sĩ. Ở trong một phòng khám có ghế ngồi của bác sĩ và có ghế ngồi của bệnh nhân. Cứ một lần có tiếng mời vào, một bệnh nhân bước vào và mình nghe về những chủ đề khó khăn. Tiếng mời vào thứ hai, những cái điều đó nó chưa có kịp được giải quyết ổn thỏa thì thêm một người thứ hai chồng lấp lên. Tiếng mời vào thứ ba, thứ tư, thứ năm, những điều đó đã đầy lên dần. Và hình như nỗi lo của mình là đến một lúc nào đó nó đầy tới mức nó tràn ở trong căn phòng làm việc của mình. Vậy sẽ có điều gì để mà anh tiếp tục đường đi của mình? Mình có niềm tin gì giữ được mình? Nếu mà nói có một cái gì đó nó níu chân mình lại thì có thể đó chỉ là trách nhiệm. Ở ngoài kia cuộc sống đang rất màu hồng. Tuy nhiên trong những cái mảng màu đó thì vẫn đâu đó có những cái mảng màu xám. Chính những cái mảng màu xám đó mới là cái nơi mà cần cho mình, chứ không phải là cái mảng màu hồng ngoài kia. Hiện nay Tài Thanh đang làm về cái công việc là để giúp cho cộng đồng kiểm soát được cái việc là lây nhiễm HIV trong cộng đồng. Và cái con số này nó không hề có dấu hiệu dừng lại trong suốt 5 năm trở lại đây. Và đặc biệt nó đang dần chuyển hướng sang các bạn trẻ rất là nhiều. Hơn 50% số ca nhiễm mới hiện tại là dưới 29 tuổi, là cái độ tuổi mà các bạn vừa ra trường, các bạn đang đi làm. Và thậm chí có những trường hợp là chỉ có khoảng 15-16 tuổi là còn đang ngồi trong ghế nhà trường luôn. Thì chính những cái điều đó, những cái vấn đề đó, nếu như mà Thanh cũng như là những người giống như Thanh, người ta không tiếp tục can thiệp, người ta không tiếp tục hướng dẫn, không tiếp tục đào sâu về chuyên môn để có thể giúp cho những cái bạn đó có kiến thức tốt, để các bạn đó an toàn hơn, thì liệu rằng bao lâu nữa thì cái dịch HIV này nó mới biến mất? Cho nên dù cho nó có những cái nỗi sợ về sức khỏe tinh thần, nhưng mà chính những cái điều đó nó sẽ giúp cho mình có động lực và mình sẽ tiếp tục mình đi. Mỗi lần mà mình nhiều quá, nhiều thứ áp lực quá, nhiều cái tình huống tiêu cực quá, mình mệt mỏi quá, mình sẽ nhớ lại những cái người, những cái trường hợp, những cái thành quả mà mình đã giúp đỡ họ được. Họ đã gặp một vấn đề gì đó về sức khỏe liên quan đến cái công việc mình đang làm, mình giúp cho họ thoát ra được những điều đó và họ cảm ơn mình và mình cảm thấy vui vì điều đó. Và có một cái tình huống mà Thanh rất là nhớ. Có một cặp vợ chồng trẻ và người chồng thì nhiễm H và đang điều trị. Họ không muốn có con hiện tại là bởi vì đang điều trị H, cho nên họ sợ là sẽ lây cho em bé nếu như họ có em bé. Nhưng mà họ lại tiếp tục sợ là khi mà họ lớn hơn nữa thì cái việc sinh nở nó sẽ khó khăn hơn. Thì họ đến gặp Thanh để họ cần được tư vấn để họ có một đứa con mà nó khỏe mạnh và nó vẫn âm tính. Thì mình hiểu được vấn đề của họ và mình có đưa ra được cho họ những tất cả những cái giải pháp. Và 9 tháng sau thì họ cũng có được một đứa em bé. Và thậm chí sau đó khoảng 1-2 năm sau họ lại tiếp tục có một đứa em bé nữa. Và cứ mỗi lần mà họ có em bé là họ sẽ chụp hình họ gửi qua cho mình xem. Những đứa bé đó nó cứ lớn lên, nó bụ bẩm. Cứ 2 năm thì họ sẽ gửi qua một hình, họ khoe là bác sĩ ơi bây giờ đứa bé nó như thế này, như thế này. Và mình nhìn thấy những đứa con của họ, mình thấy những cái nụ cười của họ, thấy niềm hạnh phúc của họ, thì mình cảm thấy là mình rất có giá trị khi mà mình đã tạo ra một cái thành quả mà họ tưởng chừng như là họ không thể nào có được. Và đó là những cái phần thưởng, một trong những cái phần thưởng mà Thanh luôn luôn nhớ tới và cảm thấy mình rất tự hào. Mình có động lực rất là nhiều khi
khi mình nhìn về những tấm hình đó, về những gia đình của họ. Bởi vì mình đã xây được một cái tổ ấm cho một cái người có hắt. Quả thực là một điều rất đáng để tự hào. Dường như là điều mà mình mang đến cho họ không chỉ là những đứa trẻ khỏe mạnh, mà lớn hơn nữa, điều mình mang đến cho họ là một niềm tin rằng những người có hắt vẫn có quyền và vẫn hoàn toàn có thể có một gia đình hạnh phúc. Niềm tin của bác sĩ Thanh đã gieo được niềm tin cho những người khác. Màu nào ở trên bức tranh lúc này sẽ có nhiều ấn tượng với anh nhé? Nhìn được bức tranh là anh thấy ấn tượng nhất là màu hồng. Khi mà làm bác sĩ thì mọi người nghĩ là cuộc đời sẽ là màu hồng. Tuy nhiên nó không phải vậy. Nó cũng giống như là những người khác thôi. Nó rất là giống với lại cái nỗi sợ cũng như là cái trăn trở về nghề nghiệp của mình. Thanh tự tưởng tượng ra thì trong đây nó giống như là cái màu, mảng màu trắng này giống như một con đường ấy. Có nghĩa là giữa những con đường này, trong cuộc đời hành nghề của mình sẽ có đôi lúc có những ngã rẽ, và Thanh cũng đã rẽ rồi. Trong cái bức tranh này thấy rõ ràng là mình thấy ở giữa này nó có một cái mớ gì đó rất là hỗn độn. Thanh thấy nhìn vô là thấy chính là cái nỗi sợ mình nằm ở đây. Tức là trong cái quá trình mình làm nghề thì mình sẽ luôn luôn hình dung đến một cái viễn cảnh là đến một thời điểm nào đó, có thể trong tương lai một vài năm nữa, thì cái số lượng khách hàng của mình nó nhiều hơn. Cụ thể là số lượng khách hàng nhiễm HIV nhiều hơn. Hoặc là ngoài HIV rộng ra mình có thể có là giang mai, lậu, viêm gan B hoặc là sù mù gà chẳng hạn. Thì khi mà khách hàng càng nhiều, tức là mình phải tiếp xúc, mình phải chăm sóc và mình phải đón nhận những câu chuyện của họ càng nhiều. Thì anh chỉ sợ là đến lúc nào đó mình nhận quá nhiều nguồn năng lượng tiêu cực đến mức là nó bị quá tải, đến mức là cái đầu óc mình nó trở nên trống rỗng. Mà nó trở thành cái mớ hỗn độn này. Nó hỗn độn đến mức trong đầu mình không nghĩ được gì hết và mình không làm được gì hết. Mình sợ đến lúc đó mình sẽ trở thành một người vô dụng. Dễ hiểu như là mình sợ nhất là mình bị phát điên á. Trong con đường có những điểm rất rõ. Có những điểm nó giao nhau một cách đầy rối riêng. Cái điều gì nó đã giúp anh tỉnh táo để anh vẫn thấy con đường mình đi? Thì giống như Thanh nói từ đầu á, có nghĩa là chính là những cái phần thưởng. Thì Thanh xem những cái màu hồng này nè, nó chính là những phần thưởng. Và những cái màu xanh này nè, chính là cái niềm tin. Mình sẽ có niềm tin về những phần thưởng đó. Thì vô hình chung nó sẽ tạo cái động lực lớn để cho mình bước đi qua những cái được gặp gần này. Và để cái đích đến cuối cùng của mình nó sẽ là một con đường nó đẹp đẽ và nó bằng phẳng hơn, nó trơn tru hơn. Nếu cái rối ren này nó đang đón đầu mình và sẽ đến vào ngày mai, ngày hôm nay anh muốn làm gì? Nếu mà ngày mai nó tới á, thì trong ngày hôm nay có thể là Thanh sẽ cố gắng giúp cho một phần nào đó những người mà người ta đang cần mình á. Mình sẽ tranh thủ mình giải quyết hết, giúp họ để vượt qua những cái vấn đề của họ trong khoảng thời gian còn lại của mình. Bởi vì đối với Thanh á, có những khách hàng, có những người họ không đơn thuần chỉ là khách hàng, mà họ còn là người bạn, họ còn là người thân nữa. Cho nên họ xem mình giống như là một cái điểm tựa rồi. Chẳng may mình biết trước đi, mình biết trước mình không còn có thể giúp họ được vào ngày mai, thì tốt nhất mình sẽ giúp họ trong hôm nay. Vậy ngày hôm nay mình nói về nỗi sợ, nó có đóng góp gì cho anh? Thật ra cái nỗi sợ này nó là một phần để tạo thành động lực. Bởi vì khi mà mình sợ á, là sẽ có dịp để mình nhìn lại. Khi mà đối mặt với một cái nỗi sợ nào đó, đương nhiên là phải sợ rồi, mình phải có một cái sự lo lắng về nó rồi. Tuy nhiên á, mình cũng phải dành ra một cái khoảnh khắc nào đó để mình xem lại là vì sao cái nỗi sợ đó nó lại đến. Và liệu rằng nếu cái nỗi sợ đó đến, nó có đủ kéo chân mình lại hay không? Những cái vấn đề, những cái công việc mình làm, nó liệu là nó đã có giá trị đúng như mình mong muốn chưa? Để mình có thể biết được, mình có thể làm tốt hơn chẳng hạn. Đôi khi mình đứng ở một thời điểm, mình quay lại quá khứ hoặc mình nhìn về tương lai, không phải là để mình sống trong quá khứ hay là sống trong một viễn tưởng nào đó, mà là để mình đủ an tâm sống tốt ở hiện tại. Nãy giờ mình đi qua một câu chuyện rất là dài trong tiến trình của anh làm nghề và những nỗi niềm, những sự kiện được diễn ra. Lúc này anh có thể hình dung về một từ khóa về buổi trò chuyện ngày hôm nay. Anh có thể viết xuống từ khóa đó. Ở trên sấp giấy này có nhiều màu.
Anh có thể chọn một màu nào đó gần nhất với cảm nhận của mình lúc này. Nhìn vào sắp giấy là Thanh chọn màu xanh là chắc chắn rồi đó. Thanh viết hai chữ trách nhiệm. Trách nhiệm ở trên nền màu xanh. Màu xanh với mình là gì ạ? Màu xanh này là sự hy vọng. Trách nhiệm được đặt trên nền của hy vọng. Liệu trách nhiệm đó có thể là tên cho tác phẩm đang ở bên cạnh mình? À, đối với tác phẩm này khi mà Thanh nhìn á, thì Thanh đặt cho nó một cái tên khác. Thanh sẽ đặt tên cho nó là Nhìn Lại. Bởi vì đối với Thanh, bức tranh này nó giống như con đường á. Con đường mình đã đi qua và con đường mình sẽ đi. Đây là dịp để mình có thể nhìn lại, tìm cách để mình vượt qua cái mớ hỗn độn từ những cái nỗi sợ này của mình. Để từ đó mình sẽ đến được một cái đất nó đẹp hơn, nó đầy hy vọng hơn. Thực ra thì có những nơi nó đã từng không có con đường. Người ta cần đi thì người ta tạo ra con đường. Và trách nhiệm đang giữ cho mình vẫn đi tốt trên con đường đó. Cảm ơn anh cho những trò chuyện ngày hôm nay. Thật là không dễ để mang nỗi sợ của mình ra và nói trước nhiều người. Cảm ơn sự hiện diện của anh ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của Thanh ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Kháng Thương những số tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.